30 điều một cô gái thông minh nên nhớ. 1. Chăm sóc làn da, dưỡng cẩn thận mái tóc. Nếu có ra ngoài phải thật xinh tươi, rạng rỡ. Đừng lôi thôi, đừng ề thế nào cũng được. 2. Hiểu rõ rốt cuộc bản thân muốn gì. 3. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào bạn. 4. Có ít nhất 2 bộ đồ tử tế để đi dự tiệc. 5. Ít đọc những dòng văn đau thương, ít nghe những câu hát đau lòng, bởi vì thế gian này không hề nhiều bi tình như chúng ta vẫn nghĩ. 6. Biết được mình mặc quần áo theo phong cách nào là đẹp nhất. 7. Nhất định phải có học thức để nhận được sự tôn trọng. 8. Là một cô gái có khí chất, đọc nhiều sách, đi du lịch thật nhiều, ngủ sớm dậy sớm, xinh đẹp tự tin, độc lập tư tưởng. 9. Đừng ngủ muộn. 10. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn và những định kiến. 11. Đã là bí mật đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Thương bố mẹ, đừng để trong lòng. 13. Tình cảm luôn cần rõ ràng và dứt khoát. Thứ cầm lên được thì cũng đặt xuống được. Cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn hay đau đớn chỉ là một phần phải có trong cuộc sống này để làm cho mọi thứ trở nên đầy màu sắc hơn mà thôi. 14. Đừng quá tò mò. 15. Phải luôn tin rằng là con gái sinh ra ai cũng xứng đáng nhận được yêu thương. Những ai bản lĩnh tự bước qua đau thương, tự xoa dịu được con tim của chính mình thì lại càng xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Bởi khi ấy, chúng ta nhận ra rằng người yêu thương ta nhất không ai khác chính là bản thân ta. 16. Uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. 17. Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. 18. Đừng tin vào ấy mãi mãi, hãy trân trọng hiện tại. 19. Món đồ trang điểm đẹp nhất chính là nụ cười. 20. Đừng quá dễ dàng vì ai đó mà thay đổi, cũng đừng cố thay đổi một ai đó. 21. Dù ở độ tuổi nào cũng đừng quên gọi điện về nhà cho bố mẹ ít nhất một lần một tuần. 22. Có khả năng vào bếp tự lấp đầy bụng cho chính mình. 23. Về nhà rồi khóc. 24. Trên những giá sách, đừng chỉ biết đặt tiểu thuyết ngôn tình. 25. Đừng quá tin lời thề hẹn của đàn ông khi ở trên giường. 26. Chả mẹ chồng nào muốn có con dâu ít học. Là con gái, hãy học cao nếu có thể. 27. Không bao giờ khóc lóc đau khổ vì một người đàn ông không yêu mình. 28. Không có người đàn ông nào lại không thích phụ nữ đẹp, bướm yêu hoa là chân lý. 29. Hãy sống vui, sống khỏe, sống có ích. 30. Đàn ông có cũng vui mà không có cũng không chết.